Nam Mô A Di -si Đà Phật. À, kính thưa à, các bạn. Việc đi chùa thì cô cũng nhận được rất là nhiều những tin nhắn của các bạn trẻ nói là bị ngăn cản từ phía gia đình. À, có những lời nói của cha mẹ rằng là không lo làm lo ăn đi để cứ đi lo đi chùa. Đấy, hoặc là à, còn bao nhiêu việc không làm cứ đi chùa. Đấy, tức là rất là nhiều những tin nhắn của các bạn trẻ cũng cũng rất là À, khó giải quyết với cha mẹ về vấn đề này thì việc cha mẹ chúng ta ngăn cản là xuất phát từ đâu. Đấy, trước các cụ đã có câu thế này ạ: “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa đi quét lá đa đấy, cho nên là sợ rằng là con mình đến chùa rồi dần dần nó chỉ trở thành những người đi quét lá ở chùa thôi. Tức là đến chùa là đi tu mất đấy” nghĩ là những người chán đời thì vào gì vào chùa thất tình thì vào chùa không làm ăn được cái việc gì ở ngoài đời nữa thì vào chùa tức là trong tâm có cái mối uẩn khúc mới vào chùa thì quả thật cái sự suy nghĩ này cũng không phải là tự nhiên mà như vậy mà nó căn cứ trên thực tế rất nhiều trường hợp như vậy thời xưa ấy thời xưa thì rất nhiều chỉ có thời nay thì đi tu mới thấy là đi học lại trường này, lớp kia, rồi đại học Phật giáo, rồi tiến sĩ, tiến sĩ Phật giáo thì mới thấy như thế. Còn trước thì không có. Thế cho nên là cái này thành một cái lè lép trong suy nghĩ của nhiều người. Và chúng ta lại có hẳn một câu chuyện là chuyện tình Lan Điệp đấy, đúng không? Đấy, Lan đi tu là do thất tình. Đấy, <laughs> vì thế cho nên đã thành một cái 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 tiềm thức của những người thế hệ trước. Chính bây giờ các bạn ấy thì bắt đầu mới mở ra một thế hệ mới đi chùa. Đó là đi chùa để chúng ta tiếp thu những kiến thức mà các môn giáo dục ở trường lớp chúng ta ít đề cập tới. Đó là giáo dục về nhân quả. Giáo dục về nhân quả có lợi ích đem chúng ta đến những suy nghĩ tự lập và có ý chí vươn lên chúng ta không thấy bị khuất phục trước hoàn cảnh hiện tại tiến lên làm chủ mình làm chủ người đó là giáo lý của nhà phật con người khi bắt đầu tu học theo đạo phật chính thống thì con người trở lên mạnh mẽ cương quyết nhiều nhựa sống phải không các bạn Đấy, Ví dụ như các bạn mà biết được nhân quả các bạn là bị thất tình bị người ta bỏ mình thay vì các bạn à, nghĩ rằng người kia thật là độc ác người kia thật là phụ tình người kia thật là không không có tình không có nghĩa thì lúc đó các bạn xoay về các bạn nghĩ đến là nhân duyên của mình với bạn đến đó thôi Mình cũng bị trong cái vòng nhân duyên này không kéo ra được Đấy, vì thế cho nên mình sẽ tiếp tục gieo những nhân mới để cho mình có những mối tình mới, Đấy, không bị thất tình giống lan điệp nữa, đúng không ạ? là để cho chúng ta thấy biết được chúng ta làm chủ được mình trong mọi hoàn cảnh. bây giờ các bạn chỉ cần về nhà trả lời với cha mẹ rằng chúng con không dễ đi tu được đâu, bởi vì đi tu cần có những cái nhân duyên này này các bạn này. thứ nhất là tự mình không yêu mến ham thích những trò vui ở đời tự mình muốn thoát ly luân hồi đau khổ tự mình thấy của cải bao nhiêu cũng không mang đến hạnh phúc cho mình tự mình thấy địa vị bao nhiêu cũng không mang đến hạnh phúc cho mình và tự mình muốn cống hiến phục vụ tất cả chúng sinh Đấy, tự mình đấy. Muốn cống hiến phục vụ tất cả chúng sinh mà không nhàm mỏi tức là con người có tâm rất quảng đại và rộng lớn mới có thể đi tu được. Còn bây giờ thì bố mẹ thấy bố mẹ không cho con tiền, con vẫn thấy buồn. Không cho con đi chơi, con vẫn thấy buồn thì con chưa đi tu được. Đúng không? Đấy, không đi tu được. Vì mình còn ham thích, mình còn ham muốn thì con chưa đi tu được. Bao giờ mà bố mẹ thấy con thế này thì bố mẹ cũng lo này. Thứ nhất là con thật là hiếu thuận với cha mẹ. Con biết phân tích tư duy phải trái, con không làm những việc bất thiện, con làm việc thiện, con sống, hy sinh vì người khác mình chịu thiệt thòi nhưng để cho người khác được an vui thì lúc bấy giờ con đến chùa con sẽ ở chùa được còn nếu chưa có điều đó thì con đến chùa rồi con lại gì lại về thôi nhá cho nên là các em có thể trả lời với cha mẹ như vậy để cho cha mẹ cha mẹ biết mình đi đến chùa để mình có được kiến thức để trong cái cuộc đời này trong cái cuộc đời mà mỗi người đều sống bằng sự giành giật, mỗi người sống không có thể thật tâm với nhau, không có thể thật sự yêu thương nhau thì mình có thể tự mình mình không bị đổ vỡ. Đấy đến chùa học giáo lý nhân quả để tự mình mạnh mẽ, tự mình không bị đổ vỡ trước sóng gió cuộc đời các em ạ. nhá thì cô cũng xin chia sẻ với các em về phần À, các em đến chùa để làm gì để cho cha mẹ biết và phần thứ hai ngoài cái phần học hỏi này thì các em có thêm cái phần là đến chùa về tâm linh đấy, về tâm linh thì các em đến chùa các em có thể thân cận với chư tăng để chư tăng có thể giải đáp cho các em những khúc mắc đấy những khúc mắc mà trong tâm mình còn đang vướng và phần thứ hai là được thân cận với cái oai lực của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng có thể bảo hộ, có thể gia trì cho mình, tiếp thêm sức mạnh cho mình để cho mình vững bước trên cuộc đời này. Đấy, thì các bạn trả lời với cha mẹ như thế nhé. À, các bạn đã hiểu được lời cô chỉ dạy chưa ạ? Một trăm bó tay để cho cô được không ạ? Vâng, thưa các bạn, như cô đã nói, thì chúng ta là những người còn trẻ đến chùa, thì cũng có thể không có thể là đạt một cái trí nguyện lớn như các thầy thực sự muốn tự tâm xuất ra được mà những gì cô chia sẻ vừa rồi có lẽ các bạn cũng đã nắm được rồi đúng không ạ từ sau ngày hôm nay các bạn về có thể trả lời bố mẹ khi mà bố mẹ sợ con mình đến chùa sẽ đi tu mất chưa ạ à, vâng à, con à, thưa cô là cũng nhân duyên theo câu hỏi về những vấn đề người lớn đối với chúng con đến chùa thì hiện đây một chủ đề mà huyết chúng con cũng muốn mời cô giải đáp giúp chúng con đó là cái lợi ích của người trẻ khi đến chùa là như thế nào ạ? À, con xin mong cô giải đáp cho chúng con ạ. Vâng. lợi ích của người trẻ đi đến chùa thì lợi ích này chúng ta đặt vào tự thân mình là được rồi đấy ạ. lúc trước đấy ạ là cô trả lời về tự thân mình có lợi ích tức là có thể vượt lên được cái sóng gió cuộc đời bằng lý nhân quả. thế còn đối với xã hội thì sao? nếu mà một con người mình biết được nhân quả thì mình không làm ác mình làm thiện thế là có lợi ích cho xã hội chưa rất lợi ích cho xã hội mà khi mình biết được nhân quả mình làm chủ được mình nếu như cả một đất nước này ai cũng có ý thức làm chủ mình và ai cũng có ý thức làm thiện thì đất nước sẽ tiến lên rất là nhanh và thứ nữa là đất nước không có những con người tiêu cực buồn khổ và thụ động đất nước mà không sống bằng thụ động thì chúng ta sẽ đưa đất nước này đi lên bằng chính cái nội lực của chính mình. Ê, kính thưa toàn thể đại chúng trong tất cả à, những giáo phái thì giáo phái nào cũng có một đức tin đại chúng thì đúng không? Và cái đức tin đó đều mong mỏi rằng người chủ giáo phái đó sẽ là người bảo hộ cho mình, che chở cho mình thì điều đó là điều rất là tốt bởi vì nó đều có mang tính chất hướng thiện thế nhưng mà nếu như chúng ta mà phụ thuộc mình hoàn toàn vào một vấn đề gì đó ví dụ như là con buồn quá hay là con khổ quá xin là phù hộ cho con qua cái chỗ khổ này nếu mà cứ thụ động như thế mà không tự mình biết là khổ ở đâu nhân duyên gì và mình vươn lên thế nào nếu cả đất nước mà chờ đợi vào một cái sự ban phát như thế thì tất cả con người có trở lên thụ động không hoàn toàn trở lên thụ động cứ khấn thế ngày lọ sang ngày kia mà lại chưa thấy một vị nào mở đường cho mình ban phát cho mình cứ như vậy thì con người trở lên bế tắc và uất đúng không ạ thế nhưng mà khi mà các em đến chùa các em học được lời Phật dạy thì khi chúng khi chúng ta cũng khấn là xin gia hộ cho con thì chúng ta quay vào giáo lý nhân quả và chúng ta đứng lên một cách rất mạnh mẽ. Đúng không ạ? Đấy tức là trong đạo Phật thì có tự lực và có tha lực. Nhưng tự lực phải là chủ yếu. Tức là chúng ta phát nguyện đi ra khỏi cái chỗ đau khổ này phát nguyện làm việc thiện thì chư Phật sẽ gia trì cho mình. Còn khi mình tâm mình khỏi ý ác tức là mình bị quả khổ và làm khổ người khác thì nơi đó không có chư Phật ta hộ cho mình. Tức là người đệ tử Phật biết rõ rằng nếu như mình vươn lên, mình làm các việc thiện lợi cho mình, lợi cho người khác thì lúc đó sẽ được chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng gia trì và chư Thiên Thiện Thần làm hộ Pháp cho mình thì mình sẽ quyết thắng được. Thế cho nên mỗi khi gặp một hoàn cảnh gì, chỉ cần chắp tay bạch Phật, nay con gặp hoàn cảnh này, với tâm ý của con, con muốn việc này được thoát ra, con muốn được lợi ích cho con và lợi ích cho mọi người. Con xin chư Phật gia trì cho con để con biết được cái cách giải quyết và con có thể đủ mạnh mẽ để giải quyết được việc này. Thì lúc bấy giờ tự trong nội lực của mình, tự nhiên nó sẽ mạnh mẽ lên và cộng với sự gia trì nữa thì mình sẽ tốt đẹp lên. Thế còn nếu như mà chúng ta bảo cứ xin là xin là vị nào đó xin ban cho con cái này đỡ thì mình cứ thế là mình ngồi đợi thôi. Thế nó rất là khổ nhé. Thế cho nên là lợi ích của việc đi chùa là chúng ta làm lợi ích cho mình, lợi ích cho xã hội. Thế nhưng mà bây giờ cũng cũng là trong đạo Phật của mình thôi đấy ạ. Thì không phải ai đi chùa cũng nghĩ được như vậy mà cũng có một phần đông là nghĩ rằng đi chùa là để cầu khấn và xin sỏ thôi. Thế thì như thế không đúng với cái nghĩa đi chùa. các, các bạn nhé. Mình đi chùa chỉ để cầu khấn và xin sỏ thì không đúng với nghĩa của đi chùa. Mà đi chùa phải học giáo lý của Phật. Lấy giáo lý của Phật làm tư lương để mình phát triển. Cũng giống như các em đi học ở trường đại học ấy. Các em đến trường để các em tiếp nhận kiến thức để làm tư lương trong cuộc đời của các em. Thì đi chùa cũng là ý nghĩa như vậy. Nhé các em nhé, tức là đây là một môi trường, là một trường học bởi vì Đức Phật là bậc đại trí tuệ. Đấy, bậc đại trí tuệ cho chúng ta biết được về tâm của chúng ta, cho chúng ta biết được cách điều phục tâm của mình khiến cho mình được hạnh phúc và cho chúng ta tu tập theo giáo lý của Phật khiến chúng ta biết được tâm lý của người khác và chúng ta có thể làm cho người khác an vui, thế đấy là cái lợi ích của việc đi chùa. Trên à, đây thì con cũng xin muốn hỏi cô thêm, đó là lợi ích của việc áp dụng những lời Phật dạy khi được đến chùa, được xin thầy, hay được cô chỉ dạy thế này, vào trong học tập và trong công việc cuộc sống thực tiễn thì nó cụ thể như thế nào ạ? Thì con xin cô trả lời để đáp cho con ạ kính thưa các bạn, bạn có câu hỏi mà thiết thực tức là phải chi tiết đấy ạ, thì trong học tập thì chúng ta cần trí tuệ và trong đời sống hàng ngày thì chúng ta cần phước báo đó là công danh này, tiền bạc này và hạnh phúc, đó là những cái tối yếu quan trọng phải không các bạn? Thế thì Phật có dạy thế này ạ, chúng ta phải biết yêu thương. Đấy, Phật là đại từ đại bi nhé. Đại trí tuệ, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả và đại trí tuệ. Thế cái gốc của Đạo Phật đó là dạy cho chúng ta biết được cách yêu thương người khác và bỏ đi cái ích kỷ ở trong tâm mình. Đấy, khi chúng ta biết yêu thương người khác chúng ta bỏ đi cái ích kỷ ở trong mình thì tự nhiên tâm mình rộng mở khi tâm mình rộng mở thì cái vị thế đó khiến cho chúng ta có công danh đó thế tâm mình rộng mở thì khiến cho mình có trí tuệ đây cô chỉ nói một vấn đề ví dụ khi tâm mình biết rộng mở thế ạ hai người cùng nói chuyện với nhau thì bạn này đưa ra một ý kiến thế nếu như mà bạn kia mà có tâm rộng mở lắng nghe để học hỏi thì cái bạn có tâm rộng mở này sẽ có trí hơn thế còn nếu như một bạn đưa ra ý kiến nhưng bạn kia không lắng nghe mà cứ bảo thủ ý kiến của mình thì cái bạn bảo thủ này có thông minh hơn được không không thông minh hơn được trong vấn đề nghe này cũng phải có tình thương đấy ạ tình thương là gì là tôi lắng nghe những gì bạn nói để cho bạn được vui đã. Đúng không? Có phải là xuất phát từ tình thương không? Thì khi muốn làm cho bạn vui rồi thì mình sẽ lắng nghe ý kiến của bạn, những điều gì bạn muốn truyền tải, tôi tiếp nhận bạn, thế là bạn mới được gì? Được vui. Thì cái đó trong nhà Phật gọi là bố thí khiến cho người khác được an vui mình lắng nghe thôi cũng là một cách bố thí đấy ạ bố thí khiến cho người khác được an vui tức là cứu khổ ban vui thì người này được trí tuệ nhỏ như thế các bạn có thấy là áp dụng được không đấy mình chỉ cần tiếp nhận khiến cho người đang nói kia người ta có thể bày tỏ được hết cái ý của người ta ra mình có ý thức lắng nghe thì khiến cho người bạn này đã được vui rồi. Vì người bạn đó được vui mà mình nghe đó là tình thương. Từ cái tình thương này phát sinh ra trí của mình đấy. Thế gọi trí tuệ xuất phát từ, từ tâm không? Đấy, trí tuệ cũng xuất phát từ tâm. Thế rồi từ một việc nhỏ này có phải nhân này đưa chúng ta đến vị thế đi nên. Ví dụ như những người lãnh đạo thì có phải nghe ý kiến của nhiều người không? Đấy một cái nhân nhỏ như thế thôi ạ, à. chứ không có một cái nhân lãnh đạo nào mà lại cái người lãnh đạo không có cái nhân là nghe lắng nghe ai. Cái người không lắng nghe ai thì không bao giờ làm lãnh đạo được. Đúng không? Thế bây giờ đấy là việc xã hội, về trí và về về công danh gì ạ? Thế thì về Kinh doanh cũng phải là cái người biết lắng nghe, lắm bắt từ nhiều chiều, đúng không? Thì chúng ta mới linh hoạt xử lý trong việc kinh doanh của chúng ta được. Chứ nếu người không biết lắng nghe thì không thể xử lý, lắm bắt từ nhiều chiều thì cái việc kinh doanh của mình nó cũng đi đến thất bại, đúng không ạ? Thế có phải là ở cái tình thương gieo cái nhân rất nhỏ là lắng nghe không? Trong một gia đình cũng vậy các bạn ạ. Nếu như một người cha và một người mẹ mà là hai người biết lắng nghe nhau thì hai người sẽ giải quyết được những cái mâu thuẫn. Và cha mẹ lắng nghe ý kiến của con thì con cái sẽ được an vui. Thế là gia đình có được hạnh phúc không? Cho nên vẫn xuất phát từ tình thương đấy. Đúng không ạ? Cho nên tâm yêu thương sẽ sản sinh ra trí tuệ của mình, sản sinh ra phúc báo của mình nhưng mà cái tâm của ta thì không phải dễ ta nhìn thấy được đâu cho nên trong kinh điển của phật dạy có rất nhiều các loại tâm đấy thì chúng ta đi học dần thì khi chúng ta học cái loại tâm đó thì chúng ta thấy nó ở trong mình chúng ta sẽ biết cách xử lý cái tâm đó đấy thế cho nên là tâm là đứng đầu các pháp đấy ạ đấy tâm là đứng đầu các pháp tâm là có thể biến ra tam thiên đại thiên thế giới này đấy ví dụ như cô lấy cái tâm nó biến nhé đấy, ví dụ như là tâm cô có yêu thương có chia sẻ thì cái tâm này nó sẽ dẫn dắt những người mà có nhu cầu muốn chia sẻ đến với cô đúng không đấy cái tâm của mình nó quyết định cho mình có những người bạn thế nào là ở tâm mình đấy ạ còn người mà bảo rằng bạn tôi suốt ngày hại tôi thôi chẳng tốt với tôi thì lúc đó nếu như mà được học phật sẽ nhìn ngắm tâm mình thấy trong tâm mình sẽ có những cái nhân như vậy đấy ạ và chúng ta tìm cách chuyển hóa nó thì cái người bạn kia trở thành tốt đẹp cũng mong mỏi rằng là các bạn đến chùa các bạn học phật các bạn thấy lợi ích của mình đó là mình học cách điều phục tâm mình làm lợi ích cho mình à, con xin cảm ơn cô à, qua bài chia sẻ của cô thì có lẽ chúng ta đã hiểu rằng cái việc lắng nghe ở trong cuộc sống nó là sự khác biệt như thế nào rồi chưa ạ lắng nghe không đơn giản là mình chỉ chú tay để nghe khi người khác nói mà nghe phải xuất phát từ tình cảm từ tâm yêu thương của mình yêu thương để bỏ đi cái ích kỷ trong mình thì từ đó trí tuệ được tăng trưởng và lắng nghe cũng phải xuất phát từ lợi nghe đa chiều từ nhiều chiều để có thể có hiểu sâu hơn về vấn đề và có thể có những kết luận đúng đắn hơn. À, con xin cảm ơn cô ạ. Vâng. Và, và nhân đây con cũng hỏi luôn là thưa cô là cái lợi ích của giới trẻ khi đến chùa này thì so với lợi ích mà các bạn trẻ đi làm từ thiện một cách chủ quan so với đi chùa để trong cái kỳ nghỉ hè đấy thì nó sẽ khác nhau như thế nào ạ đấy. À, kính thưa các bạn à, bạn quân đưa ra một câu hỏi rằng nếu mà đến hè đấy mà các bạn tự mình đi làm từ thiện hoặc là à, các bạn đến chùa thì lợi ích thế nào lớn hơn à, cái này thì cô cũng dựa trên cái việc học tập của các em ạ nếu như một người có học xong rồi thì mới làm tốt hơn hay là một người tự đi làm theo cái bản năng của mình chưa có học hành. Học rồi sẽ tốt hơn đúng không các bạn? Mình có kiến thức, mình biết cách làm việc có hiệu quả. Thầy kính thưa các bạn, đi mùa hè mà các bạn đi đến chùa ấy thì các bạn học được kiến thức về nhân quả. Khi học được rồi, các bạn biết là nhân này, ra quả này rồi, các bạn đi làm từ thiện sẽ tốt hơn. Cô sẽ kể một câu chuyện mà à, từ thiện của Ngài ý, Mục Kiền Niên. Thì thử xem cái cách làm từ thiện nào sẽ lớn hơn nhé. Ngài Mục Kiền Niên là Ngài đệ tử mà thần thông bậc nhất của Phật tức là thần thông của ngài là bậc nhất là một trong mười đệ tử ưu tú nhất của phật đấy ạ một hôm ngài mới thấy biết được cái bà lão bán bánh ở trong thành bà ấy chết đi bà ấy bị đọa làm ngã quỷ đói rất nhiều kiếp. là do bà này rất là keo kẹt và bòn sẻn bà ấy keo kẹt lắm cho nên khi chết bà ấy phải đọa làm ngã quỷ đói thế lúc bấy giờ ngài chưa đến gần sáng bà ngài mục kiền niên đã đến trước cửa hàng của bà rồi cứ đứng đấy chìa cái bình bát ra để xin thì bà này chưa thấy mở hàng ra chửi luôn cái ông chết tiệt này chưa sáng chưa mở hàng đã đứng đứng đây mà xin xỏ cái gì có đi đi ngay hay không thế bà ta mang cái chổi ra để đuổi ngài mục kiền niên ngài cũng không đi Ngài bảo là nếu hôm nay bà mà không cho tôi, tôi nhất định tôi đứng ở đây, tôi không đi. Thế thì bà bực lắm, bà bảo là chứ, dù ông có chết ra đây, tôi cũng không cho. Thế là Ngài một Kiền Niên thì Ngài có thần thông. Thế là Ngài mới vật ra Ngài chết luôn ở đấy. Ngài mới biến ra cái xác của Ngài là trương phình lên. Thế là bà ấy sợ quá. Bà bảo, thôi, 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 thôi. Ông đừng có chết ở đây tôi nữa dậy đi rồi tôi cho thế là ngài mục kiên liên lại trở lại như cũ thế là bà ấy mới bắt đầu bà ấy gắp với một cái bánh thế ngài mục kiên liên mới dùng thần thông của mình biến biến cho tất cả cái bánh này nó xum xê nó bám chặt vào cái đũa của bà ấy tức là tất cả cái bánh nó dính chặt vào nhau nếu mà bà ấy mà rút cái, cái đũa này lên thì toàn bộ cái chỗ bánh ở trong cái gọi là cái bánh trôi nước đấy là nó bám hết vào và nhất hết là phải cho hết ngài một kiền niên bà ấy không làm sao được bà ấy cứ dẫy mãi mà càng dẫy thì những cái bánh ấy lại càng bám chặt vào bà ấy không làm sao mà làm được là chỉ lấy được một cái bánh thôi thế xong sau đó thì bà ấy nghĩ bụng nếu mà không cho thì bây giờ lại lăn ra đây chết thì mình cũng chết không làm cách nào được bà ấy đành rút cái, cái đũa lên và cho tất cả cái bánh thì đưa sang bình bát của Ngài Mục Kiền Niên thì tất cả cái bánh ấy nó trôi tuột xuống cái bình bát của Ngài Mục Kiền Niên. Thế vì một cái nhân duyên đó mà bái không bị đọa làm ngã quỷ đói sau khi chết bái được sinh thiên. Đấy, vì một nhân duyên đó là bái được sinh thiên. Thế câu chuyện thứ hai là câu chuyện của Ngài Xá Lợi Phất là là bậc đệ tử mà trí tuệ bậc nhất của Phật là Ngài Xá Lợi Phất. Thì hôm đó Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực mới thấy một bà già ăn mày bệnh tật nằm ở bên cạnh đường, thì ngài biết rằng là bà cụ này sắp chết, mà chết thì bà cụ lại bị sinh làm ngã quỷ đói khổ, ngài mới mang bình bát đến, ngài mới xin bà cụ, bà cụ bảo tôi chả có cái gì mà cho ông đầy người người ta có kia ông đi mà xin chỗ người ta đi, thế ngài xá lợi phất mới nói rằng là tôi vẫn có thể xin được. Bà có thể lấy cái bình bát của tôi đi múc xuống sông, múc cho tôi một bát nước để mà bố thí cho tôi. Thế bà cụ già này, nghèo khổ này, bà ấy nghe thấy như vậy, bà ấy lấy cái bình bát của Ngài Xá Lợi Phất đi múc cho Ngài Xá Lợi Phất một bình bát nước. Thế thì vì cái công đức đó, chẳng bao lâu nữa thì bà ấy chết, chết cái bà ấy lại sinh cõi trời đấy cho nên trong nhà Phật thì có dạy mỗi người là hãy bố thí để cho mình chuyển kinh nghiệp nghèo khổ thành kinh nghiệp giàu có, chuyển kinh nghiệp mà thấp hèn thành kinh nghiệp cao sang. đấy, đấy là dạy cách bố thí. Thế thì nếu như các em mà đi lên chùa, các em tu tập có cái công đức đấy ạ. Tức là có cái công đức nghe Pháp để giác ngộ, đó là công đức cũng thù thắng ạ. Đấy, thì cái công đức này khiến cho nếu như bố mẹ các em cho các em một đồng tiền ăn học, bố mẹ mình cũng được là tạo ra cái phước đấy ạ. Đấy, đúng không? Còn bình thường thì bố mẹ mình vẫn phải cho mình tiền ăn học mà. Thế nhưng mà mình không có tu học, mình không có chỉ giới, thì bố mẹ mình cho mình là mình ăn hết luôn không có cái gì mà hồi hướng cho cha mẹ được các em ạ. Đấy, vì mình có mến Phật, mình có mến pháp, mình có mến tam bảo, mình tu học Phật pháp thì ai cho mình cái gì người ta cũng sẽ được phước báo. Các em thấy đúng không? Bây giờ cô nói và phía nhận nhé, người nhận có trí tuệ, người nhận biết quan sát nhân quả, người nhận thường thực hành pháp theo nhân quả thì cái người cho đều có phước. Đấy, bây giờ cô sẽ nói sang một bài kinh mà à, tương quan giữa người cho và người nhận. Phật dạy, bố thí cho một nghìn người ác thì phúc báo không bằng bố thí cho một người thiện. Một nghìn người ác thì người thế nào Phật quy định là người ác? Người có sát sinh, người có trộm cắp, người có tà dâm, người có nói dối, người có say sưa nghiện ngập. Thì đấy, Phật gọi là người ác. Tại sao nói là người ác? Bởi vì bản thân họ ác với chính họ. Họ làm những điều như thế thì họ sẽ vướng vào pháp luật ngay trong hiện tại và họ làm như thế thì họ bị đọa lạc. Chứ chưa tính người ác với người khác đâu ạ. Tức là người ác với chính họ. Thế thì mình đi bố thí cho một nghìn người mà họ vẫn còn hành nghề sát sinh, họ vẫn có cái tâm trộm cắp đấy họ vẫn có cái tâm dối gạt họ vẫn có cái nghiệp mà tà dâm tức là cặp bồ đấy ạ Nhá. và họ thường say sưa uống rượu hút chích rồi thì nghiện ngập nhiều thứ đấy thì bố thí cho một nghìn người đấy thì không bằng mình bố thí cho một người thiện và bố thí cho một nghìn người thiện không bằng một người quy y và bố thí cho một nghìn người quy y không bằng một người trì giới. Tức là lên tới một tỷ người ác, bố thí cho một tỷ người ác không bằng bố thí cho một người trì giới. Đấy là cô nói về cái phúc. Thế nếu như toàn đất nước Việt Nam mình mà những người này thường đi bố thí cho người trì giới thì cái phước của mỗi người đều tăng lên. Phước mỗi người tăng lên thì trí tuệ tăng. Thế thì cái phước tăng thế đất nước có giàu có được không? Giàu có không ạ? Giàu có được là bởi vì ai cũng bố thí cho người chỉ giới thì cái phúc của người của cái người bố thí đều tăng. Đều tăng thì đương nhiên là phúc của dân tộc phải gì? Phải tăng. Vì thế cho nên cái duyên chúng ta sẽ được không có đất không có một đất nước nào xâm chiếm được chúng ta không một kẻ thù nào xâm chiếm được chúng ta, rồi tất cả các việc làm ăn đối tác của chúng ta với nước ngoài nó sẽ hanh thông thuận lợi, thế đất nước sẽ phát triển. Đấy là thực hành bố thí, đúng không ạ? Đấy, thế cho nên là khi các em về chùa, các em tu học, các em tự bố thí cho nhau. Đấy, ví dụ giúp đỡ nhau, thế rồi có những cái người mà người ta có nghèo, có khổ, có các thứ người ta cũng đã quy y Tam Bảo rồi đấy ạ mình có thể bố thí cho người ta thế còn nếu như các em mà không tìm được người như thế mà các em vẫn thấy nhân dân mình nghèo khổ muốn đi bố thí thì các em sẽ thỉnh chư tăng để chư tăng đi bố thí thì các em sẽ được lợi ích và phước báo lớn bởi vì tâm các em đã lương tựa vào gì lương tựa vào tam bảo thế thì cái người nhận bố thí từ nơi tam bảo từ nơi các thầy khác mấy cái người nhận bố thí từ mình nó khác nhau thế nào thì thì cô sẽ giải thích cho các bạn nhé cái người nhận bố thí từ nơi tam bảo thì tự nhiên người ta cảm ơn là con cảm ơn thầy thế là người ta có gieo duyên vào với tam bảo thì nhiều kiếp sau họ sẽ đến nơi tam bảo học lời phật dạy và họ lại giống như chúng ta bây giờ làm lợi ích cho họ và làm lợi ích cho người khác Thế còn nếu tự chúng ta đi làm từ thiện thì chúng ta theo nghiệp và họ cũng theo nghiệp, họ chưa thể lương tựa vào lơi tam bảo được. Đúng không? Đấy là hai cái lợi ích khác hẳn nhau nhé. Thế cho nên là mong mỏi các bạn đến hè đến, các bạn muốn đi làm từ thiện thì các bạn cũng lên vào câu lạc bộ để các bạn đi làm từ thiện nhé. Muốn cứu giúp ai cũng được và phần thứ hai là các bạn tự mình tu học để làm ruộng phước điền cho chính người thân của mình cho chính người thân nếu như còn phải xin thiền cha mẹ thì mang công đức cái tu hành của mình đấy để mà hồi hướng cho cha mẹ để cho mình không lấy không của cha mẹ mình hồi hướng cho cha mẹ mình được mạnh khỏe được tiêu trừ bệnh được kéo dài tuổi thọ đấy là một cách đền ơn khi chúng ta thực hành trai giới mà hồi hướng công đức cho cha mẹ mình các bạn có đồng ý không? À, vâng. À, con xin cảm ơn cô. Cô đã giải đáp và giúp bác cho chúng con. À, các bạn có rút được bài học gì từ những lời cô chia sẻ không ạ? Đó là chúng ta phải biết khởi tâm bố thí và bố thí khi đến chùa chúng ta chú tâm lắng nghe những lời Phật dạy, những lời trên thầy cùng Đại tăng hay những lời bậc tiền bối như cô chia sẻ và giáo huấn để chúng ta từ đó có cái tư nương để áp dụng vào trong cuộc sống từ đó tăng trưởng được phước báu và cũng như khởi tâm bố thí để cho bản thân mình và cũng như bố mẹ mình được tăng trưởng phước báu thì khi đồng tiền bố mẹ cho mình 10 000 chẳng hạn thì mình ăn bảy thôi còn ba mình bỏ lợn tiết kiệm sau đó tích dần mang lên chùa cúng dường tam bảo để lấy phước báo đó hồi hướng cho cha mẹ. Các bạn hiểu không ạ?